Vậy là Nguyễn Nhi là em là vợ của ai trong đấy? Từ từ đấy, kể chuyện nốt đã Nhi nhá. Xong rồi là một cái ông buồng trưởng đấy, ông buồng trưởng đấy sẽ đứng ở trong buồng, như kiểu là sẽ bảo là anh em mới lên đấy, anh em nhớ để ý, không phải ở trong buồng này cái gì cũng làm được đâu. Muốn làm cái gì ấy phải hỏi, đi đứng như thế nào, chỗ nằm chỗ ngủ như thế nào ấy là tôi sắp xếp, anh em phải hỏi, chứ không phải là thấy người ta được là mình được đâu. Bây giờ anh em trật tự để cho có người đi lấy lý lịch, thì đương nhiên là sẽ có một người đi từng chỗ, như kiểu đứng từng chỗ hỏi mày tội gì, tên gì, án phạt bao nhiêu năm đấy, kiểu như vậy. Nhà ở đâu, kiểu mà nói chuyện mà suôn sẻ thì không sao, mà kiểu mà nói chuyện mà không, mà kiểu lắp ba lắp bắp vòng vo này nọ lung tung ấy, người ta bực lên ấy, thì nói chung là lúc đấy cứ một vài cái bạt tai là cái chuyện bình thường nhá. Còn đấy là một vài cái bạt chuyện bạt tai là chuyện bình thường. Đấy là Hoàng đang, mọi người ơi, Hoàng đang kể là cách đây là năm 2011 nhá, năm 2011 nhá, chứ không phải là bây giờ đâu nhá. Hoàng đang kể là gọi là cái ấn tượng mà lần đầu tiên mình đi chạy ấy. Thế là đi từng chỗ thì có đứa thì trả lời suôn sẻ không sao, có đứa mà cứ kiểu em ở chỗ này chỗ kia, mà như kiểu nhiều lúc chỗ ở của mình mà cũng không nhớ, trả lời lắp ba lắp bắp ấy, thì sẽ bị cái người mà đi hỏi sẽ cho một hai cái bạt tai. Mà cái người mà đi hỏi đấy là cái người mà lính của mấy ông anh lớn trong buồng ở mâm trên đấy. Mà mấy ông đấy thì ít khi nào ngồi trong buồng lắm, mấy ông toàn đi vòng vòng chạy chơi hay là đi uống trà cháo gì ở đâu không à. Thế là ông này, ông giờ thì không còn rồi, thì thế là mới đi hỏi từng người. Thì Hoàng nhớ là đợt đấy Hoàng đang ngồi, có nghĩa là Hoàng đang ngồi ở cái chỗ đấy ấy. Cái chỗ đấy là cái vị trí, không, anh đang ở nhà, cái vị trí của Hoàng ngồi là như là Hoàng nhớ không chính xác là ba mấy đấy, 35 hay sao ấy. Chỗ đấy là chỗ số 35, bên cạnh Hoàng là bố Phi ngồi bên chỗ 36, bố Phi ngồi bên chỗ 36 ấy. Thì có nghĩa là 35, bố Phi 36, có nghĩa là nếu mà cái người kia mà đi sinh hoạt là sẽ đi từ thứ tự, từ một, từ nhỏ đến lớn, đi từng chỗ hỏi. Thì có nghĩa là Hoàng cứ ngó lên xem bọn nó trả lời như thế nào, Hoàng sẽ thấy cho bọn nó trả lời như thế nào để biết được mình trả lời, hiểu không, đỡ bị lỡ bắt bắp rồi lỡ bị bạt tai ấy. Trong bố Phi ngồi bên cạnh, bố Phi mới kêu mình là lúc đấy cũng đến số hai mấy rồi. Trong bố Phi mới kêu là sợ hả, bố Phi hỏi Hoàng sợ hả. Thế mình mới cũng đấy còn nhỏ mới lớn mà, mình cũng nghĩ bố Phi, mình thấy bố Phi cũng này nọ, phải không, mình thấy bố nghe bố Phi kể là hồi ấy trong đến trại trong kia thì bố Phi cũng thế này thế kia lắm, nên đâm ra mình ngồi với bố Phi ấy, mình cũng hay như kiểu mình thể hiện mà. Mình mới kêu là lúc mà bố xe ngồi, hai bố con ngồi trên xe đấy thì có nói chuyện với nhau, bố Phi mới kêu dặn mình ấy, kêu tí nữa bố Phi mới hỏi mình, kêu chứ tí nữa mà lỡ lên đấy rồi mày bị đánh thì mày có dám đánh lại người ta không. Bố Phi hỏi mình như vậy, thì mình mới kêu đánh xong đánh bố, có gì đâu, dám, có gì con với bố chơi. Mình kiểu mình mới lớn mà, mình cứ có gì con với bố chơi, bố làm sao là con làm vậy. Bố Phi mới kêu chứ tao mà lên đấy, đứa nào mà đụng mua tao là tao bục nó đấy. Bố Phi mới kêu bố bục là con bục, mình cũng nói vậy, hiểu không, kiểu mình mới lớn, mình kiểu thể hiện mà. Thế là bố Phi mới kêu thôi đi qua bên đây mà ngồi, để tao qua bên đấy tao ngồi cho. Thế là mình mới qua bên chỗ của bố Phi mình ngồi, bố Phi mới qua bên chỗ của mình ngồi. Xong bố Phi mới kêu ấy, tí nữa xem bố trả lời, nghe bố trả lời rồi trả lời giống như bố ấy, không mất công là nó đánh cho đấy. Bố Phi nói mình vậy, mình mới kêu ok bố. Mà mình biết, mình cứ nghĩ là bố Phi này bố sợ, hiểu không, bố Phi này bố sợ bị đánh nên bố sẽ trả lời là lễ phép thôi, hiểu không, mình nghĩ là vậy. Thì mình mới kêu ok bố cứ trả lời sao. Trong lúc đấy đầu tiên mình kêu có gì đâu mà sợ bố sao thì con vậy, thì mình nghĩ là vậy thôi, hiểu không. Thế là từ từ thì lúc mà từ bố Phi lần qua cái chỗ của mình ngồi là chỗ vị trí số 35 ấy, chỗ vị trí số 35 thì có nghĩa là từ số 1 đến số 34 là mình thấy khoảng cỡ 4-5 thằng là bị bạt tai rồi. Thế 4-5 thằng là bị bạt tai rồi vì cái tội mà trả lời cái địa chỉ vòng vo lắp ba lắp bắp ấy, cứ hay kiểu bị nhầm cái chỗ tạm trú với cái hộ khẩu thường trú ấy, không biết nói cái nào cho nó phù hợp ấy, là đã bị 1-2 cái bạt tai rồi. Thì đến lượt chỗ bố Phi thì cái thằng đấy nhá, nó mới đi lại cái chỗ của bố Phi. Đây lại cái chỗ của bố Phi ấy, thì bố Phi đứng dậy, bố Phi không ngồi, bình thường là mấy người kia toàn ngồi thôi, bố Phi mới đứng dậy. Mà ở trong tù đấy mọi người, mà một khi mà đứng dậy mà chuẩn bị tư thế là chắc chắn là có nghĩa là bật buồng, hiểu không, có nghĩa là một khi mà đang sinh hoạt, đang bị sinh hoạt mà đứng dậy một cái ấy, là coi như là chuẩn bị cái tư thế là bật buồng ấy, là người ta nhìn vô là người ta hiểu kiểu gì là cái ông này cũng là bật buồng rồi. Thì mình đang ngồi mình thấy tự nhiên bố Phi đứng lên, mình mới thấy bố Phi đứng lên, mình mới kêu ôi thôi xong rồi. Lúc đấy mình nói thật với mọi người là mình cũng sợ,
mình cũng sợ vậy. Thì hồi nãy mình lỡ nói với bố Phi rồi, mình lỡ nói bố Phi cơ, bây giờ bố làm sao thì con làm vậy, mà bây giờ lỡ ông đấy mà có chuyện gì một cái thì mình không làm gì thì còn giấu mặt ở đâu, mà bây giờ làm thì chắc là chèn bẹp luôn đấy. Mình mới suy nghĩ là vậy. Bật buồng là có nghĩa là vô đấy là như kiểu mình là lính mới vô đấy, mình làm càn làm quấy để mình lấy cái buồng đấy, gọi là bật buồng. Xong nhá, xong bố Phi mới bật dậy. Bố Phi đứng dậy, đứng dậy thì cái ông mà cái người mà đang đứng sinh hoạt đấy, rồi ông đấy kêu mày tính bật đúng không, hỏi mày tính bật đúng không. Xong bố Phi ấy, bố Phi mới lùi lại. Xong bố Phi mới kêu về này, nó mới muốn hỏi mày tên gì, có nghĩa là hỏi bố Phi ấy, mày tên gì mày ngồi xuống. Xong bố Phi mới kêu về này, bố Phi mới kêu tôi mới đi xe lên tôi mệt lắm, có gì anh em sinh hoạt sau tôi chấp hành, tôi mệt lắm, tôi không trả lời được. Bố Phi mới trả lời vậy luôn, bố Phi nói như vậy luôn. Xong bố Phi mới kêu cái thằng sinh hoạt đấy, bố Phi kêu chứ còn nếu anh em mà muốn sinh hoạt đấy, xong bố Phi mới chỉ mặt vô cái thằng đấy. Bố Phi mới kêu ấy, mày kêu cái thằng nào mà kêu tụi mày xuống đây sinh hoạt tao ấy, mày kêu nó xuống đây. Nếu như mình nha mọi người, thực sự nha, đúng mà nếu như là mình mà là cái người mà đi sinh hoạt đấy, là chắc chắn có nghĩa là khi mà một thằng nào đấy mà nói với mình như vậy là có nghĩa là mình bực rồi, bực rồi. Nhưng mà người ta là người đã từng ở trường trại, người ta nhìn những người mà từng trường trại người ta biết nha mọi người nha. Ở trong tù rất là hay, nhìn người đã từng trải qua trường trại là người ta biết được liền. Và nhìn cái hình xăm trên người thôi là người ta biết được ông này ở những cái thập niên bao nhiêu luôn. Có nghĩa là những người mà ở tù đấy lâu ấy, người ta có thể nhận dạng nhau ra được như vậy. Mọi người hiểu không? Hồi đấy mà gọi là ở tù, hồi đấy ở tù có một cái đặc biệt giống này. Cái hình xăm, hình xăm ấy, hồi đấy mà có hình xăm có người ấy thì hồi đấy là hình xăm, là có nghĩa là bố Phi ấy, bố Phi hồi đấy bố Phi xăm hai con rồng quấn hết ngay chân luôn. Với lại bố Phi xăm một con đại bàng ở trên ngực nữa, nhưng mà toàn những cái hình xăm mà kiểu là tự xăm, đốt lên để xăm thôi, đốt lên lấy cái cho mực để làm mực xăm thôi. Đấy. Mà cái con đại bàng nha mọi người nhá. Nói thật với mọi người là có nghĩa là mình lên cái thời điểm đấy là coi như gần hết cái kiểu đấy rồi, gần hết cái kiểu đấy rồi, nhưng mà mình vẫn còn được những người ở thời trước kể lại rất là nhiều. Cái con đại bàng, có rất nhiều người xăm con đại bàng, nhưng cái con đại bàng mà đưa cổ lên ấy sẽ khác, mà cái con đại bàng mà như kiểu là cụp đầu xuống thì nó sẽ khác, mà cái con đại bàng mà nó xăm mực này thì nó sẽ khác. Có nghĩa là nó thể hiện từ cái đẳng cấp, là từ từng cái hình xăm, từng cái hình xăm trên người là nó gần như là muốn thể hiện cái giai cấp ở trong tù luôn. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Có nghĩa là như vậy ấy. Mà hồi đấy bố Phi bố xăm con đại bàng ở trước ngực, mà hồi đấy có nghĩa là cái xăm con đại bàng ở trước ngực có nghĩa là trọng trách nó rất là lớn nha mọi người nhá. Cái đại bàng mà gọi là cái đại bàng thời mà những cái năm về trước mà xăm đấy, có nghĩa là hình bắt đầu cũ, bắt đầu mờ mực đi rồi đấy, bắt đầu nhưng mà vẫn nhìn có cái nét gì đấy là con đại bàng ấy. Thì nói chung là người ta phải hình dung được, có nghĩa là ông đấy vừa nhìn thấy cái con đại bàng của bố Phi đấy là đã biết được ông này đã từng ở trường trại rồi và đã từng như thế nào rồi mới được vác cái con đại bàng ở trước ngực. Ngày trước là như vậy. Thế bố Phi mới bảo là bây giờ ấy, bây giờ ấy mày về mày kêu cái thằng nào lớn nhất ở đây mà kêu mày đi sinh hoạt tao ấy, mày kêu chúng nó xuống đây sinh hoạt tao. Thế là cái ông này thì không hiểu sao khi nghe bố Phi vừa nói như vậy, ông này ông quay lưng ông đi, ông đi ra ngoài, ông đi ra ngoài. Thế mà ông mới gọi mấy ông anh lớn lên nữa, gọi mấy ông anh lớn lên nữa đấy, mới đi vào chỗ của bố Phi, mới kêu đâu để tao bảo tao xem thằng nào. Thì vừa vào gặp bố Phi một cái thì mấy ông kia chạy vào ôm bố Phi, ôm bố Phi với lại bắt tay mặt mừng bố Phi. Cậu trời ơi, anh lên sao không thông báo cho tụi em biết tụi em đón. Hồi đấy nha mọi người, hồi đấy như kiểu một anh lớn mà sắp lên trường, hay là một anh lớn mà sắp chuyển từ trường khác về, là gần như là ở cái trại giam đấy sẽ biết luôn. Hay lắm, không biết sao ở tù hay lắm. Có nghĩa là những người mà đi trường trước người ta sẽ thông báo, đợt vừa rồi tôi ở dưới tạm giam, tôi ở cùng với bố Phi đấy. Không, hoặc là thường thường là những anh em trại giam lớn ở trên đấy, người ta nghe được anh em của mình bị rớt trong trại đấy, lên sẽ hỏi thăm. Ê mày ở dưới Vũng Tàu mày có biết ông Phi Đen không mày? Ông mới rớt ở dưới mày có nghe tin tức gì không mày? Ví dụ như mình mà lên trước mình kêu có biết bố Phi ở dưới đó, là trên này là anh em đã chờ để đón rồi. Đấy, thường là anh em ở trong trại là thường sẽ như vậy, sẽ hỏi thăm nhau như trước và để đón. Thì bố Phi ấy, bố mới kêu chứ tao không có cho ai biết tao bị rớt cả. Thì có nghĩa là mấy ông kia kêu sao bố Phi kêu là anh lên mà không báo cho tụi em đón. Anh cảm ơn Hiền rất là nhiều nha. Đấy, mọi người chẳng thả tim gì Hoàng cả, để mỗi mình Hiền thả thôi. Thế là mới kêu, bây giờ mới kêu cái ông hồi nãy đi sinh hoạt đấy, kêu ông hồi nãy đi sinh hoạt đấy, thì mới cúi đầu xuống xin lỗi bố Phi, kêu em nói thật với anh em không biết,
trách nhiệm của tụi em mấy anh giao thì em phải làm như vậy thôi. Thì bố Phi mới kêu thôi anh không trách gì mày cả, thôi mày tiếp tục công việc đi. Đấy, mày tiếp tục công việc đi. Thế là mấy ông này kêu thôi anh ơi, anh em mình ra ngoài uống nước. Hồi đấy là các anh lớn thường sẽ có một cái mâm trà. Đấy, các anh lớn sẽ có một cái mâm trà để ngồi uống nước ở ngoài sân đấy. Các anh lớn thường sẽ có một vài thằng làm chạy trà cho mấy anh uống và mùi thuốc châm thuốc lào cho mấy anh hút. Đấy. Thì mình đứng, bố Phi đứng dậy đi, bố Phi đứng dậy đi. Thì ông kia ông chuẩn bị qua chỗ mình, ông hỏi lý lịch của mình. Thì bố Phi vừa quay lưng thì bố Phi kêu cho thằng này đi nữa, cho thằng nhóc này đi nữa. Thế là mình được đứng dậy đi cùng với bố Phi. Đấy, có nghĩa là mình cũng ra đấy, có nghĩa là mình cũng đi theo bố Phi. Mình lẽo đẽo là bố Phi vào ngồi uống trà thì mình chỉ đứng thôi. Đấy, hoặc là mình ngồi đằng sau lưng thôi, mình không được ngồi giữa mâm trà như vậy, mà mình cứ lẽo đẽo mình đi theo bố Phi. Thế là từ đấy nhá, là có nghĩa là mình có cái mác mình là con của bố Phi. Mình là con của bố Phi. Nên ở trong cái trại giam Xuyên Mộc đấy, thực sự hồi đấy rất là mình nói chung là nói thật là hồi đấy là mình được mọi người rất là thương. Tại vì mình biết mình là con của bố Phi mà bố Phi cũng là thế này thế nọ ở trong đấy. Thế là đêm hôm đấy mình đi ngủ, mình cũng nằm ngủ cạnh bố Phi luôn. Đấy, mình cũng nằm ngủ cạnh bố Phi luôn. Thế là mình đang nằm, mình nằm nói chuyện với cái thằng bạn bên cạnh ấy. Mình đang nói chuyện thằng bạn bên cạnh ấy. Thì có một cái ông kia đi xuống, ông xăm từ cổ đến chân luôn. Ông đô con lắm, nói chung ông xăm từ cổ đến chân luôn. Ông mới đi ngang qua chỗ mình, ông mới khều cái chân của mình. Hàng cái này không, hàng nhà bị đánh ai đâu. Hàng ở Xuyên Mộc căm 1, em ở Xuyên Mộc căm 1 anh ạ. Nói chung hồi đấy mình còn nhỏ, vừa mới lớn mà mới 18 tuổi thôi. Nói chung là mình cũng chẳng quậy phá gì đấy cả. Nói chung là biết mình là giống như kiểu mình là con của bố Phi nên cũng chẳng ai đụng ấy. Thế là đêm hôm đấy bố Phi ngủ rồi, bố Phi ngủ lim dim rồi, mình thì đang ngồi nói chuyện với cái thằng bạn bên cạnh. Thế là cái ông, một ông mà xăm mình từ cổ xuống dưới chân luôn, xăm bít người luôn, nhìn men lì khỏi nói luôn. Mọi người đúng là giống như bây giờ mình mới coi cái chương trình mà gọi là người ấy là ai đấy. Nhiều lúc mình bị lừa, đúng là mấy cái ông xăm mình quá trời đấy. Nhưng cuối cùng mình cứ toàn bị nhầm, toàn cứ các bạn LGBT thôi đúng không? Mình cũng bị nhầm ông này, có nghĩa là ông này ấy, ông này là cũng là anh lớn ở trong buồng. Ông đi ngang qua chỗ mình, ông mới đá cái chân của mình, ông khều mình. Ông mới khều mình. Ông mới kêu mình ấy. Ông mới kêu mình ấy là sao ở dưới này chật chội vậy, không lên trên mà nằm cho nó thoải mái. Hồi đấy là nằm ở cái buồng đấy là có cả các trên và các dưới, có hai cái tầng trên và hai tầng dưới, có một cái cầu thang ở giữa đi lên đấy. Thì là những cái ông anh lớn ấy thì sẽ nằm ở trên phản trên ấy, rất là rộng rãi, mà gần như là 100 phạm nhân mới ấy, thì sẽ nằm ở góc này. Mà cái góc của mình thì gần như cũng đang rất là rộng rãi, tại vì bố Phi được sắp xếp rất là nằm rất là rộng. Thế là cái ông đấy mới khều chân mình, kêu sao ở dưới này chật chội không lên trên đấy mà nằm. Thế là mình nói thật, mình cũng suy nghĩ trong đầu, mình cũng nghĩ là có khi nào mà ông thấy mình là con của bố Phi hay là ông cũng quý mình, thấy mình nằm chật chội như vậy rồi ông kêu mình lên nằm không. Mình cũng nghĩ trong đầu là vậy thôi. Mình quay lại, mình ôm cái mền để lên nằm. Mình chuẩn bị bật dậy đi thì bố bật dậy. Bố Phi cũng như kiểu là, có nghĩa là bố Phi cũng tôn trọng người ta, bố Phi không có nói thẳng ra, nhưng mà bố Phi kêu là thôi để nó nằm ngủ đây với anh, hai bố con đang tâm sự. Đấy, thế thì ông mới kêu là ông Sâm Bình đấy mới kêu, mới thấy ông bố Phi bật dậy như vậy, ông ấy cũng ngại hay sao ấy. Ông kêu dạ vâng, thì em tưởng chật chội thì kêu lên đấy nằm cho rộng rãi. Thế là mình mới nhảy số trong đầu, mình mới kêu thắc mắc, mình kêu sao tự nhiên lại không kêu bố Phi lên nằm mà kêu mình lên nằm. Đấy, thì mình mới sao mình mới kêu bố Phi, mình kêu là sao bố không để cho con lên đấy con nằm, có gì đâu bố cho rộng rãi. Thế là cái ông bạn mà bên cạnh mình nằm nói chuyện với mình nãy giờ đấy, ông mới kêu sao bạn không lên đấy nằm cho rộng rãi thoải mái, dưới này đang chật chội mà bạn, có gì đâu đi ngủ được rồi nói chuyện gì nữa. Thế mình mới kêu thôi bố kêu mình ngủ dưới này, mình ngủ với bố ở dưới này, bạn thích thì bạn đi đi. Thì thằng đấy nó mới kêu mình như chú đấy có kêu mình đâu mà mình đi. Thì thằng đấy vừa mở mồm nó kêu như vậy, thằng đấy vừa mở mồm nó kêu chú ấy có kêu mình đâu mà mình đi. Thế là ông kia vẫn đang còn đứng ở đấy mà, ông kia vẫn đang còn đứng ở đấy mà, ông mới kêu thằng đấy không lên thì mày lên cũng được, lên đấy nằm ngủ cho rộng rãi cho thoải mái. Thế là vừa nói xong cái là thằng kia nó ôm mền với là ôm gối đi luôn, đi theo ông lên trên nằm ngủ luôn, đi theo ông lên trên nằm ngủ luôn. Thì mình mới kêu bố Phi kêu ủa bố sao hồi nãy bố không để cho con đi lên đấy nằm cho thoải mái gì đâu bố, như là chật chội bố con mình nằm chật chội. Bố Phi mới kêu mình ấy, mày mà đi ấy coi như ngày mai xong cuộc đời mày luôn,
mình vẫn chưa hiểu vấn đề. Lúc đấy mình có hiểu vấn đề đâu, mình đâu có hiểu cái vấn đề đâu, mình đâu có hiểu vấn đề là đi lên đấy sẽ bị gì đâu. Mình mới thắc mắc kêu là chuyện như thế nào mà bố, bố kêu chứ mày mà đi lên đấy đấy thì ngày mai mày mày hỏng cuộc đời luôn đấy. Thì đấy gọi là bắt chip ấy. Thế thì mới kêu cái thằng kia lên. Cái thằng kia lên thì mình không biết đêm đấy có làm gì hay không. Nói thật là đêm đấy là không biết là thằng đấy có bị làm gì hay không. Nhưng ngày mai đấy mọi người, nó nhìn mình một cái ánh mắt rất là sượng. Nó nhìn mình một cái ánh mắt mắt rất là sượng. Thế là từ ngày mai đấy mọi người, cứ đêm nào nó cũng lên đấy nó ngủ luôn. Đêm nào nó cũng bị lên đấy nó ngủ luôn. Có nghĩa nhá, có nghĩa là những ông anh lớn nhá, có nghĩa ông ấy lên đấy, ông ấy gọi là bắt chip, là gọi đấy, như cái trường hợp vừa rồi gọi là bắt chip đây. Bắt chip là bắt cái thằng đấy lên ngủ ấy. Bắt chip ấy. Thì là có nghĩa là từ ngày mai ấy, bình thường nhá, bình thường cái chỗ của trên cái chỗ của mấy ông anh lớn nằm ấy thì ít ai được đi lại lắm, và những cái hộp thuốc của người ta không phải ai đụng vào hút cũng được đâu. Nhưng mà ngày mai mình thấy thằng đấy cứ lên đấy ngủ, rồi cứ lên đấy lấy thuốc hút thôi. Có nghĩa là khi, có nghĩa là kiểu mà khi hai ta chung một nhà rồi á, khép đôi mi chung một giường rồi đấy, cái kiểu vậy đấy, thì lúc đấy giống như kiểu là kiểu ấy rồi. Thế là mình không biết là cái bạn đấy có bị gì hay không, nhưng mà tự nhiên mình nói, tự nhiên lúc đấy mình chỉ biết mình cảm thấy mình rất là may mắn, mình cảm thấy rất là may mắn là mình nhờ bố Phi. Có nghĩa là bố Phi sao, bố Phi mới giải thích rõ cho mình hiểu là ông đấy là như thế này như thế kia đấy. Nhưng mà chẳng qua thì cũng kiểu cũng ấy, nên là giữ nhiều giữ cho nhau ấy, cũng kiểu giữ cho nhau ấy, nên bố Phi không có phanh khui ra, nên bố Phi tự nhắc khéo vậy thôi. Thế là từ hồi đấy là mấy cái ông mà ở trong trại, mà mấy cái ông mà kiểu mà bắt chip à, bắt chip là giống như kiểu là ở tù gọi là một người lưỡng tính ấy, đi bắt một kiểu mà trai tơ mới lớn lên để thế kia thế đó đấy. Ui, có những ông nhá, có những ông mà vào đấy không phải là người ta bị lưỡng tính đâu, mà có những người vào đấy kiểu ta ở tù lâu quá, người ta ở tù lâu quá, người ta ở tù lâu quá, có nghĩa là người ta cũng kiểu bị thiếu thốn này đấy, người ta bị thiếu thốn thì người ta mới gọi là người ta đâu còn nghĩ ngày về đâu, thôi thì xác định cuộc đời người ta nằm ở trong tù luôn, thôi thì bây giờ có nghĩa là gọi là bây giờ mình vô khu vui chơi chơi cũng được, không thì không có thì mình ghé đỡ cái nhà vệ sinh cũng được, cái kiểu vậy đấy. Nhưng mà bây giờ hết rồi thì trước thôi. Ok, thằng chào Minh nhá. Ông Bình Xăm Hoàng biết. Không, tại vì sau này về Hoàng đi 3 lần nữa rồi thì không còn liên lạc với bố, 2 lần nữa chứ. Không còn liên lạc với bố Phi nữa. Chắc bố Phi ra rồi, hồi đến Phi xử 5 năm mà, ra chắc ra lâu rồi. Mà không biết đã bị đi lại chưa, chứ còn anh Hoàng có bị cắm phích không? Đấy, anh vừa kể chuyện đấy, anh cũng xích nữa là bị cắm phích rồi. Còn chắc mở lò vôi không biết, Hoàng Tường Tài hỏi ở Vũng Tàu. Tiếc gì mà? Vì sao tiếc à? Hoàng đi về cái tội gây rối trật tự công cộng. Nói thật với em là đợt đấy nha, đợt đấy là mình mà lên đấy, anh Thanh đầu vàng hay là Boy đầu vàng, hôm đấy mà không phải là bạn đấy lên, mà mình mà không có bố Phi mình lên đấy, coi như hôm đấy mình cũng chết dở luôn đi, chết dở thật luôn đấy nhờ. 5 năm chắc tầm 4 năm về.
sáu năm thì chắc tầm 4 năm hơn về, 4 năm hơn. Có anh nhìn thấy đánh nhau rồi. Cách đây đâu xa đâu. Vừa rồi đây ở trên trại giam Hàm Tân Hoàng ở đây, vừa rồi cũng dính một vụ đánh nhau tăng án ở trên trại giam đây. Vào ngày mùng 5 Tết, một nhóm thanh niên, hai nhóm thanh niên hỗn chiến nhau ấy. Cứ đừng hỏi mình trả lời đi mấy khóa vì như anh Trung này em nhìn thấy rất là lớn rồi. Em đi còn em mới đi có 3 khóa thôi mà anh. 3 ngày nay anh bị cộng dính công việc, anh chưa không quay kịp video mọi người, ngày mai Hoàng quay bù cho mọi người nhé. Có thể là ngày 31 này có thể được mở giỏ hàng đấy mọi người. Sắp live stream bán hàng rồi đấy mọi người. Sắp live stream bán hàng đấy. Được không mọi người? Ban ngày thì có thể là live stream bán hàng, ban đêm thì có thể live stream tâm sự. Em đợi clip anh như trời trồng luôn. Nhưng mà clip sắp tới đây của anh ấy thì nói thật là không phải là lúc nào sẽ cũng nói về những chuyện trong tù đâu. Anh sẽ nói về rất nhiều vấn đề khác nữa cơ. Sẽ làm cho mọi người có 2 video mới. Nhưng mà nói thật nhau, khoảng tầm khoảng cỡ 20 phút nữa Hoàng xuống live nha mọi người nhá. 20 phút nữa Hoàng xuống live. Mình thật sự rất là vẫn còn bị ốm ấy, Hoàng bị ốm. Nhưng mà vẫn lên live nói chuyện mọi người, nhớ mọi người quá. 3 ngày rồi không nói chuyện nhớ với mọi người quá. Bạn em kể, anh kể chuyện trong tù có nhất, bạn em là ai cơ? Nên bị ốm thật, người cứ mệt sao ấy, để anh đứng ngủ cho mai khỏe để mai tập trung vào công việc đây. Thấy chứ, em lúc nào chẳng chích mắt anh mà không thấy hả Thì Liên? Người yêu em phản bội em, giờ nó bị nhỏ kia kiện tội giao cấu. Người yêu em phản bội em, bây giờ nó bị kiện tội giao cấu. Tại vì chắc do phản bội em nên người kia mới kiện đấy. Út em đi tù 1 tuần rồi mà không có tin tức gì, không biết có sao không anh. Thậm chí có những người 1-2 tháng còn không có tin tức cơ. Từ từ em ạ, 1 tuần thì chưa nói lên được điều gì đâu. Giảm án được Tết thì 30 tháng 4 có được xét ta có trước thời hạn không? Không, Tết thì không được, 4 năm gì được 1 mốc thôi. Đúng rồi, mỗi năm được giảm án 1 lần thôi, trừ khi nào được, đúng rồi, mỗi năm gì được giảm án 1 lần thôi, đúng rồi. Anh thấy bình luận em không, anh chỉ thấy em mới hỏi anh có thấy không chứ cưới trước là cái gì, em hỏi anh cái gì hả cô độc? Đi 8 năm thì mấy năm về à? Đi 8 năm đi tầm 5 năm về, 5 năm hơn, 5 năm hơn một tí. Con cháu thương binh liệt sĩ người ta có giảm thì người ta có giảm, mà có đấy là cái tình tiết giảm nhẹ lúc ra tòa người ta xử rồi, chứ còn giảm án thì không có liên quan gì đâu. Ui em vừa nói một ngày sinh hoạt ở trong đấy luôn đấy. Ui Phương Bi hôm nay đội hình mới à? Đội hình mới à? Ui em lại nhấp nhầm mời Bi lên live luôn rồi. Nghe anh kể chuyện rất cuốn à. Anh kể chuyện thực tế mà. Hoàng đang ở trại giam, à quên, Hoàng đang ở Sài Gòn. Hoàng đang ở Sài Gòn, quận 10. Nhiễm sao với Hoàng đang ở trại giam luôn. Bi đã lên Sài Gòn chưa? Em bảo lên Sài Gòn mà chưa thấy lên à? Quen mồm ấy nhờ, nhiều lúc về đang quen mồm ấy, nhỡ mồm ấy. 2 năm chắc giảm được 3 tháng. Vụ án kết thúc đúng rồi không anh? Cái gì? DTL là cái gì? Vụ án DTL là gì? Đoàn Tiên Long à? Đoàn Tiên Long bây giờ còn phải không, hình như nghe nói biết xin chủ tịch nước rồi mà. Em đang ở Hồ Chí Kỷ gần anh nè, ghé thăm anh nhé. Ok, qua đây đi ăn, anh cũng đói bụng quá, đi ăn tối không? Trong tạm giam chỉ ngồi và ngủ thôi hả em? Nằm nữa, ngồi ngủ nằm tắm ăn, đúng rồi, nói chung là ở trong buồng không thôi,
định gửi thư vào trại không anh hả? Trại tạm giam thì không được gửi đâu, lên trên trại lớn thì được gửi. Lên trên trại lớn mình vẫn có quyền lợi được viết thư và được nhận thư. Án kinh tế Hoàng ở cùng với án kinh tế đầy đây mà. Án kinh tế đấy mọi người, Hoàng vừa làm một cái vụ mà án kinh tế với lại tù chính trị đây. Anh có quen bạn ở Tiền Giang không? Không, Hoàng không quen. Nhưng mà Hoàng vừa rồi Hoàng cũng có đi du lịch Tiền Giang ấy. Vụ án mà được gặp, thăm gặp rồi kết thúc điều tra chưa anh? Thăm gặp, có những người, có những vụ án chưa có kết thúc mà người ta có được thăm gặp bình thường mà nữ. Chưa kết án thì gọi là bị can. Người mà chưa có kết án là gọi là bị can, là đang ở tạm giam đấy. Đúng rồi, chỉ phải tạm giam. Khi ra tòa rồi thì phải gọi là bị cáo. Anh thấy nè, anh thấy là Liên mà nãy giờ Liên có hỏi gì anh đâu. Vì con trai chị 17 tuổi mới vào tạm giam 20 ngày nên chị lo. Anh có cái bạn nữ nào ở trong đó không? Trong tù đó hả? Trong tù, anh có người yêu ở trong tù luôn đấy. Bạn gì? Tạm giam có bị đánh nhiều không anh? Làm gì có vụ đánh nữa đâu. Hỏi quá trời mà anh không trả lời. Mọi người ơi, mọi người thử kéo lên xem cái bạn Thùy Liên này. Em Thùy Liên nãy giờ hỏi gì hắn mọi người? Vậy là chính xác là cái tin nhắn của em dùng từ ngữ gì, bị ẩn tin nhắn rồi hay sao với Thùy Liên ạ? Chứ anh lướt nãy giờ anh chờ em hỏi luôn đấy. Thực sự mà anh chờ em hỏi mà anh có thấy em hỏi cái gì đâu. Đấy, anh chỉ thấy em hỏi là anh có thấy em không? Anh có thấy em không? Hỏi anh ơi, anh có thấy em không? Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhiều cô trách nhầm tôi chưa? Nhiều cô cứ bảo tôi thế này thế kia, toàn mấy cô toàn cái... Đấy. Công an đánh giữ, mình vi phạm thì mới bị đánh thôi. Anh sao gậy em? Thi hành án 30/8/2018 án 7 năm mà đấy. Mới vô mốc điểm án 2025, 3 năm mới vô mốc điểm án là 30/4/2025. Thì đúng rồi. Từ 30/8/2022, 30/23 này đến 24 mới 1 năm này. Đúng rồi, án 7 năm thì phải 2 năm 4 tháng mới vô mốc. Anh Hoàng Nai Tư có thấy anh không? Anh thấy em trai rồi nha, em trai nha. Anh thấy em trai Dương Bảo của anh này nha. Bị điều tra gọi là công an, gọi công an là quản giáo của anh Hoàng. Đâu, cán bộ điều tra khác, cán bộ quản giáo khác chứ. Nói chung thực ra đi tù nói nhiều cái vui thì nói chung cũng không phải là vui. Khi là mình về đây mình ngồi rồi mình mới cảm giác nhớ những ngày tháng ở trong đấy, đôi khi mình cũng thấy vui thôi. Chứ còn mà bảo vô tù thì vui mình cũng không ngày nào được vui lắm. Thực sự cũng không bao giờ được vui trọn vẹn. Cũng có đôi cái thì mình cũng biết hơn nhiều cái, cũng gọi là cũng hay đấy. Trong tù nhiều cái cũng gọi là nhiều sáng kiến hay đấy. Bố ông cạnh, ok em Dương Báo của anh, em nói gì anh cũng được cả. Anh thương em nhất đấy Dương Báo ạ. 2 năm chắc tạm giảm tầm 3 tháng. Nghe Hoàng kể chuyện em muốn bỏ nghề luôn. Em làm nghề gì cơ mà bỏ nghề? Quà tặng được gửi vào tù thường là gì ngoài đồ ăn nào? Quà gửi hả em? Sao em lại nghỉ lái xe? Đây mà mỗi lần em gửi được nhiều thứ mà, gửi đồ ăn, gửi bánh trái, tùy cũng tùy chỗ, nhưng hầu như em gửi vô trong tù thì em chỉ cần gửi đồ ăn vô cho người ta thôi. Khi nào người ta cho thăm mới được thăm cơ. Theo luật trên án trên 3 năm mới được giảm phải không ạ? Không có đâu nhá, không có đâu Mạnh Hoàng ạ. Án gọi là án bao, gọi như án 6 tháng cũng có khi được giảm án đấy. Án 6 tháng may có khi vẫn được giảm án nha. Án 9 tháng vẫn có cơ hội giảm án. Án 1 năm vẫn có cơ hội giảm án mà.
gửi sách vào thì được, gửi sách vào được, nhưng mà gửi trên trại giam lớn thì dễ, còn dưới tạm giam thì khó. Nó ở tù dưới tạm giam mọi người nha, gửi thư, gửi hình ảnh, gửi báo chí vào đấy, gửi sách báo vào đấy rất là khó, phải quen biết mới gửi vào được. Còn lên trên trại lớn khi mà mình có án rồi, khi mà mình có án rồi ấy, thì mình mới gửi được mấy cái đấy. Tại vì mọi người phải biết là ở dưới tạm giam là trong cái thời gian mình bị điều tra mà, sao mà dám cho mình viết thư từ hay liên lạc ra ngoài được, mất công mình lại thông cung, gọi là kết hợp lời khai ở ngoài rồi như kiểu để lật bẻ cung bẻ lại lời khai thì sao. Ở trong tù nhận được đơn ly hôn thì mình ký thôi anh, nếu em ở trong tù mà đưa đơn ly hôn lên thì em ký thôi. Mới vô bạch ở trong tù bây giờ không còn đánh đập gì nữa cho mọi người nha, mua cướp đồng hàng lịch sự hòa đồng với anh em là được, không còn như trước nữa đâu, nói thật là như vậy. Bây giờ cán bộ làm cũng rất là căng rồi, vấn đề đấy mà xảy ra thì nói thật là cán bộ làm cũng nghiêm khắc lắm, không phải như ngày trước đâu, bây giờ bình đẳng, bây giờ văn minh rồi. Ba người đấy, một người gây tích 30% đi bao lâu, tắc đi từ 2 năm đến 6 năm á. Án kinh tế có ông nào trốn về không? Hoàng chưa gặp ai trốn cả. Bây giờ bị bắt xuống hầm mô ở không? Thế bảo bây giờ làm gì còn nữa đâu. Đi đâu vậy ạ? Đi tắm mưa. Tắm mưa nhá. Ok Thái An nhá, Hoàng thấy rồi. Đi khóa nữa không anh trai? Chắc anh chung vụ với em luôn, quá lờ te ạ. À, đủ anh đi khóa nữa chắc anh với em chung vụ luôn. Đâu ở trên có khúc trên mình đâu có ngập đâu như báo. Trên Sài Gòn mà mình ở quận 10 đâu ngập đâu. Đấy thì mình không thể nào biết được đâu Mạnh Hoàng ạ. Có thì nhiều lúc người ta có thì mình chỉ biết là nói có thôi, chứ mình cũng chưa biết trực tiếp là như thế nào cả. Tại vấn đề đấy ít ai mà dám cho biết đó. Nhưng mà có đấy, đi ra viện rồi này nọ có mà. Anh gặp nhiều bạn kế toán kiểm toán không? Anh gặp một hai người, có gặp vài người làm kiểm toán kế toán mà bị bắt đi tù đấy, làm cho cái công ty đấy như kiểu bị vi phạm pháp luật đấy. Bởi vậy phải cẩn thận là bạn hay vận chuyển ạ, phải cẩn thận chứ bây giờ kêu mà lái xe nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm. Em chào anh Tránh nhá, anh Tránh khỏe không anh Tránh?